Tối ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế công bố Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca mắc COVID-19, trong đó Lai Di 77 ca, 2 ca F1 khu cách ly, 18 ca lần 1 khu phong tỏa, 43 ca lần 2 khu phong tỏa, 14 ca lần 3 khu phong tỏa, Phan Thiết 2 ca sàng lọc cộng đồng, Hàm Thuận Bắc 2 ca F1 khu cách ly, Bắc Bình 2 ca về từ vùng dịch, Hàm Thuận Nam 1 ca F1 khu cách ly. Sáng cùng ngày, 77 ca mắc COVID-19 tại tỉnh được Bộ Y tế công bố. Như vậy, trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có 161 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 là 909 ca. Theo đó, thêm 16 bệnh nhân mắc COVID-19 đã điều trị khỏi và xuất viện, tăng 10 ca khỏi bệnh so với hôm qua 3 tháng 8. Tổng số ca bệnh được điều trị thành công là 78 trường hợp. Bên cạnh đó, 14 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở La Di có diễn biến nặng, thở oxy. Để khống chế dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, người dân trở về địa phương từ vùng có dịch hoặc ngoài tỉnh nhanh chóng khai báo y tế ở cơ quan y tế gần nhất.